Xin chào xin chào, lại là xám xinh xắn của 500 anh em đây. Trăm năm trong cõi người ta, chị em phụ nữ khéo là đớn đau. Một tháng 7 ngày rớt dâu, anh em đâu hiểu thấu đâu cõi lòng. Đấy, còn cứ hỏi tại sao chị em đến ngày lại hay cáu bẩn đến thế. Nhưng một sinh vật mà mỗi tháng mất máu cả tuần liền vẫn sống nhăn răng thì các ông đủ hiểu nó ghê gớm tới cỡ nào rồi đó. Nhưng mà hà cớ gì lại chỉ có mỗi mình phụ nữ phải chịu nỗi đau mỗi tháng này, còn cánh mày râu thì lại được thoải mái nhăn nhở, không lo lắng gì nhở? Sẽ ra sao nếu như con trai cũng bị chị Nguyệt ghé thăm và mỗi tháng lại mất máu trong 7 ngày như con gái? Cùng chất xám đi tìm câu trả lời trong video ngay sau đây nhé. Chắc hẳn tất cả các chiến hữu đều đang rất nóng lòng muốn biết xem một ngày của một chàng trai bị chị Nguyệt ghé thăm sẽ diễn ra như thế nào phải không? Ồ, một sáng đẹp trời vươn vai thức dậy, các ông bỗng phát hiện thấy mông quần của mình ươn ướt, chẳng lẽ là giấm đài ư? Ôi không, sao lại như thế được chứ? Phải vào toilet kiểm tra ngay mới được. Nhưng mà muốn ra sao thì ra, trước hết vẫn cứ phải giải quyết nỗi buồn cho cậu em đang biểu tình nãy giờ đã. Cơ mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có cái gì đó đang sai sai diễn ra thì phải. Tại sao hôm nay thay vì màu vàng thì nước thánh lại bị xen lẫn màu gì đo đỏ thế kia? Oh my god, cái gì cơ? Vậy là các ông đã bị bà dì ghé thăm và rớt dâu thật đó sao? Chuyện này thật không thể tin nổi, phải làm gì để giải quyết đây? Các ông sẽ trải qua vài ba phút bên trong toilet để đi từ cảm giác ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi đến bật ngửa vì sốc. Việc cần làm lúc này chắc chắn là thay ngay chiếc quần còn vương lại dấu tích bị chị Nguyệt trêu ghẹo kia ra. Nhưng nếu nơi bộ ấm chén vẫn cứ liên tục rớt dâu không ngừng như thế này thì phải làm sao đây? À, nghĩ ra rồi, chẳng phải hội con gái vẫn có bảo bối thần kỳ để xử lý vấn đề này sao? Hay là mình cũng mua về rồi đeo vào mỗi ngày nhở? Nghĩ là làm, thanh niên này tất tả định phóng xe ngay và luôn ra hàng tạp hóa để dinh về những gói đệm hút dâu của chị em phụ nữ. Nhưng bất chợt cơn đau bụng dưới kéo đến, khiến cậu ta chỉ biết nằm quằn quại trên giường cho vơi bớt đi nỗi đau khủng khiếp này. Thế mới thấy con gái những ngày này khổ sở ra sao, đủ cả combo đau bụng, đau lưng, nhức đầu, chùn gối, tê tay luôn các ông ạ. Trở lại với anh thanh niên đang nằm lăn qua lăn lại trên giường vì đau đớn. May mắn thay, lúc này mẹ yêu đã xuất hiện và thấy được tình trạng bất thường của con trai mình. Bà không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đi mua đồ bảo hộ về cho anh mặc vào. Đã vậy còn nhanh tay xuống bếp nấu liền một nồi trà gừng ấm áp cho con trai nhấm nháp để nguôi đi cơn đau nơi bụng dưới đang quằn quại. Anh chàng kia sau đủ mọi cú sốc trải qua từ sáng sớm, bây giờ mới gọi là có một chút sự bình yên. Anh ta ngồi yên lặng, lấy tay lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Nhưng ô kìa, từ đầu văng vẳng đến giọng nói đanh thép cực kỳ quen thuộc. Dậy đi ông cháu ơi, dậy đi ông cháu ơi, dậy đi cắt đầu anh quốc Tommy Xiaomi nào. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thật may mắn làm sao, vì nếu như điều này trở thành sự thật thì chắc chàng trai sẽ bật khóc vì đau khổ mất. Đúng vậy, chúng ta đều biết trải nghiệm ngày đèn đỏ của hội chị em phụ nữ là không hề dễ dàng một chút nào. Thế nhưng tiết lộ cho anh em một tin động trời, đó là cánh mày râu thực ra cũng đều đặn đến ngày đến tháng. Chẳng qua là cách thức diễn ra lại khá khác biệt so với chị em phụ nữ, nên nhiều người vẫn lầm tưởng là các anh không bao giờ có ngày đèn đỏ mà thôi. Thế nhưng ngày đèn đỏ của hội con trai thực sự sẽ diễn ra như thế nào đây? Theo xám tìm hiểu được thì giống như phụ nữ, đàn ông cũng phải trải qua sự thay đổi về nội tiết tố. Mỗi ngày, một người đàn ông có nồng độ testosterone tăng vào buổi sáng và giảm dần vào buổi chiều tối. Mức độ testosterone thậm chí có thể thay đổi theo từng ngày. Sự thay đổi nội tiết tố này có thể gây ra các dấu hiệu như dấu hiệu của hội chứng tiền kinh nguyệt ở phụ nữ, bao gồm trầm cảm, mệt mỏi và thay đổi tâm trạng nhanh một cách bất thường. Về vấn đề này, nhà tâm lý trị liệu Jack Diamond thậm chí đã đặt ra một thuật ngữ hội chứng khó chịu ở nam giới trong cuốn sách cùng tên của mình để mô tả những biến động nội tiết tố và các dấu hiệu trong nghiên cứu. Ông tin rằng ngày đàn ông con trai đến tháng là những ngày đàn ông trải qua chu kỳ thay đổi hormone như là phụ nữ. Còn tiến sĩ, nhà trị liệu tình dục Janice Brito thì cho biết chu kỳ kinh ở phụ nữ và sự thay đổi nội tiết tố là kết quả của chu kỳ sinh sản tự nhiên để chuẩn bị thụ thai. Còn nam giới có mức testosterone có thể khác nhau và một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone có thể gây ra những dấu hiệu có điểm tương đồng với các dấu hiệu tiền kinh nguyệt ở nữ giới. Theo đó, ngày đèn đỏ của con trai thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như là bệnh lý,
thiếu ngủ, sự căng thẳng, rối loạn ăn uống hay thậm chí còn liên quan đến tuổi tác khi mà mức độ testosterone của đàn ông đã có thể bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 30. Vậy dấu hiệu khi một người đàn ông đang tới tháng tới ngày là gì? Theo đó, các dấu hiệu trong ngày đèn đỏ ở đàn ông tuy là tương đối giống với phụ nữ, tuy nhiên lại không theo bất kỳ mô hình sinh lý nào giống như chu kỳ sinh sản ở phụ nữ. Điều này có nghĩa là những dấu hiệu ngày đèn đỏ của đàn ông không xảy ra thường xuyên và định kỳ. Cụ thể, các dấu hiệu của hội chứng khó chịu ở nam giới hay gọi tắt là đàn ông đến tháng thường có những biểu hiện như là tự ti, lo lắng, mệt mỏi, chán nản, nhạy cảm, tâm lý nóng nảy, giảm ham muốn gần gũi. Những dấu hiệu này có thể bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt hormone testosterone, và nếu các dấu hiệu này vẫn xảy ra thường xuyên thì xin chia buồn, bởi vì anh em sẽ phải đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Mặt khác, các dấu hiệu ngày đèn đỏ của đàn ông có thể thường xuyên xảy ra khi mức testosterone tự nhiên trong cơ thể bắt đầu giảm đi. Tình trạng này thông thường được gọi là andropolygical hay còn được gọi là mãn kinh nam. Trong trường hợp ở đàn ông có máu được tìm thấy trong nước tiểu, đây cũng không phải là dấu hiệu kinh nguyệt giống như ở phụ nữ, mà là do ký sinh trùng hoặc nhiễm trùng. Vậy nên bất kể gặp phải tình trạng bất thường nào, các ông cũng cần tuyệt đối chú ý và đến gặp bác sĩ để có kế hoạch chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Vậy thì chắc hẳn nhiều anh em ngồi xem video đang có cùng chung một thắc mắc: làm thế nào để có thể kiểm soát ngày đèn đỏ của đàn ông? Câu trả lời chỉ đơn giản là việc thực hiện các cách giúp duy trì hormone testosterone ở mức độ ổn định là mục tiêu chính để kiểm soát dấu hiệu ngày đèn đỏ ở đàn ông. Các phương pháp được khuyến khích sẽ bao gồm tập luyện thể dục đều đặn, nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ giấc, hạn chế căng thẳng, tránh ôm đồm công việc, ăn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin D, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng bao gồm protein, chất béo tốt và carbon hydrate. Đến đây chắc hội trẻ em cũng đã có cái nhìn khác về những cánh mày râu xung quanh mình rồi phải không nào? Có lẽ không còn sự ghen ghét tị nạnh vì con trai được hưởng đặc ân không bị rớt râu mỗi tháng, và thay vào đó phải là sự cảm thông vì hóa ra con trai cũng thường xuyên phải trải qua cảm giác hơn cả thế giới và ngày đèn đỏ như con gái vậy. Thế nên, thi thoảng đàn ông có những biểu hiện khác thường, có những lúc ngồi im lặng hàng giờ, có lúc căng thẳng, không cười nói vui vẻ như mọi ngày, sẵn sàng cáu gắt khi ai nói đến, bỗng dưng ăn khỏe hơn, hoặc lười nhác ngồi trước màn hình TV cả buổi, dễ bị stress và có thể buồn mà không biết lý do, cảm xúc thất thường mệt mỏi. Những lúc như thế, dường như các chàng cũng chẳng buồn màng đến các nàng. Đó chính là những ngày phái mạnh trở nên yếu đuối. Những người đàn ông bình thường nhất cũng trở nên khó hiểu trong những ngày này. Đối với những người đàn ông vốn thuộc phái mạnh thì đây chính xác là những ngày u ám, bởi chu kỳ của cơ thể đã khiến họ trở nên kém mạnh mẽ hơn. Đối với nữ giới, trước thời kỳ kinh nguyệt, họ có thể đoán biết được những tác động do hormone gây ra. Nhưng nam giới thì khác, hàm lượng testosterone ở đàn ông không chỉ nhạy cảm với những tác nhân trong cơ thể mà cả ở ngoài môi trường. Ở phụ nữ, sự ảnh hưởng này diễn ra từ từ, còn ở đàn ông hoàn toàn không có biểu hiện rõ ràng gì cả. Vậy là xem xong video ngày hôm nay, hẳn 500 anh em đã có cho mình câu trả lời về chuyện tới tháng tới ngày của đàn ông rồi phải không nào? Chia sẻ suy nghĩ của các ông về vấn đề này xuống bên dưới nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh ủng hộ Xám nữa nha. Còn bây giờ thì Xám xinh xắn xin chào và hẹn gặp lại các ông trong những video tiếp theo. Bye bye!